Chào cả nhà. Thì trước mặt mọi người thì mọi người cũng đã biết đến bé Xù ha mọi cả nhà. Thì bé Xù này hồi chiều tối hôm qua thì được một cái anh xe gáp công nghệ chở mang đến cho mình. Đó, thì ban đầu thì mình chưa biết là bé này từ ở đâu đâu đến và không biết cái danh tính của bé như thế nào. Mà thì trước tiên thì mình thấy bé là một cái giống chó thú cưng. Được cái cũng được người chủ cưng chiều, cạo lông, cắt tóc. Nhưng mà không biết tại sao mà lại giao cho cái máy ấm của mình. Đó, thì tối hôm qua mình đã nhận bé về thì mình đặt cho bé tên là Xù nha mọi người. Đó, bé cũng thân thiện dễ thương lắm. Thì hôm qua thì có bạn Tình với bạn Duy thì có quay clip trước và đã đăng tải lên. Thì xong rồi hồi sáng này thì cũng có một người phụ nữ gọi điện cho mình và báo cho mình biết bé Xù này được hai vợ chồng chị nhặt hồi trưa hôm qua. Thì ở trong lúc mà nhặt bé là nhặt ở trong thùng rác đó mọi người. Lúc đó thì lông lá của bé nói chung là dơ giấy lắm, nói chung là giống như là đống rác vậy đó. Tại vì mọi người cũng biết cái lông của bé Xù Xù nghe nè. Đó, thì anh chị đã cứu bé về và bỏ ra siêu thị dẫn bé đi thú y cạo lông tắm rửa. Chứ hôm qua anh chị có chia sẻ với mình, hồi sáng anh chị có chia sẻ với mình là thân hình của bé lúc đó rất là dơ đó và rất là bẩn, lông lá thì bị gói mà de quá trời luôn đó. Thì anh đã bỏ số tiền ra mua vòng cổ rồi cạo lông cắt tóc đó. Mọi người thấy đó, trước mặt mình đó là bé cũng là một cái giống thú cưng nhìn dễ thương đó mọi người. Mà từ hôm qua đến giờ là bé cứ khóc hoài luôn đó. Thì mọi người cứ nghĩ đi, chẳng hạn như tất cả con vật nào cũng vậy thì nó cũng đều phải có chủ hết, giống như là lúc mà thương yêu chiều chuộng như thế nào á thì đi đâu cũng chở đi theo. Mà không biết tại sao, lý do tại sao mà chủ bé lại vứt bé ra thùng rác như vậy thì cái chuyện đó là mình chưa có biết nữa. Nhưng mà theo như mình nghĩ đó thì thời gian gần đây thì cũng có nhiều người mê tín dị đoan, chẳng hạn như là xem bói hay là xem phong thủy, thấy con nuôi con này xui quá, xui xẻo quá, đánh bài đánh đề thua. Lucky, Lucky, Lucky. Đó, thì bé cũng dễ thương lắm mọi người, bé cũng dễ thương lắm cả nhà. Xù 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 xù, lên đây nè, lên đây nè, đi đây, đi đây nè, đi đây đây. Bé này là bé muội nha cả nhà, bé này cũng là bé mới nha cả nhà. Xù xù, đây đây nè, lên đây nè, đi lên đây nè. Bé Xù thân thiện lắm mọi người. Từ hôm qua đến giờ mình cứu bé về bé cứ khóc hoài luôn. Thì mình nghĩ là chắc chắn là bé nhớ chủ của bé đó mọi người. Nghĩ sao thì giống như là mình quyết định mình nuôi bé rồi thì mình hãy yêu thương bé. Chứ nghĩ sao mà mình vứt bé ra thùng rác như vậy. Mà mình thấy bé cũng dễ thương mà. Theo như hai vợ chồng này hồi sáng có điện thoại liên hệ với mình là nói là đã từng giống như đã từng qua cái máy ấm của mình và đã từng liên hệ với mình qua lại thì mới biết cái chỗ máy ấm của mình. Và tới gần tận máy ấm thì có hỏi đó, nghĩ sao mà nuôi chẳng hạn như là nuôi đến lúc mà là nhà làm ăn khó khăn xui xẻo cái đổ thừa cho bé rồi xong là nói vứt bé ra đường rồi mới làm ăn được đó. Thì anh chị này chia sẻ thì nhặt ở trong bé trong đống rác thôi. Nhưng mà theo như bác sĩ cũng có khám luôn, mình có kêu bác sĩ bảo khám luôn rồi thì bé trong cái tình trạng là ok, không có chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà bộ lông thì theo như hai vợ chồng chia sẻ lúc mà nhặt bé thì rất là dơ bẩn luôn, tưởng tượng cái đồ dẻ không á. Đi đi đây nè, đi đây ba nè, đi đi đây nha, thương con nha, thương con nha, ở đây với ba nha, nghe không? Đã bỏ con rồi làm gì con khóc nữa, nhớ làm chi nha. Ok, đây đây nè. Phàn kỳ quá, phàn cành anh hoài, thấy mấy con này cành anh đã đi à. Ok, chào cả nhà. Thì trước ống kính của máy quay thì mọi người cũng đã biết thì hôm nay thì có bạn Tình với bạn Duy thì đã đăng tải lên rồi.
Thì trước mặt cái ống kính là đây là bé Xù nha mọi người. Bé Xù thì hôm qua mình nhận từ một anh xe gáp công nghệ đã mang đến cho mình và không có tiết lộ cái người gửi tên là gì nha mọi người. Bé thì từ hôm qua đến giờ thì bé hay ngồi ủ rũ một mình khóc lắm đó, thì mình cũng đã tiếp cận được bé rồi mọi người. Bé hiền lắm. Đây đây nè con, đi đây ba nè, thấy dễ thương lắm mọi người. Ở đây với ba nha, ở đây với ba là sẽ được sung sướng nghe không, phèn cành anh hoài à nha. Thì theo như từ hôm qua đến giờ, từ hồi sáng đến giờ á, thì bạn Duy bạn Tình đăng tải lên thì cũng có nhiều người chủ đã nhận bé này là giống như là chó của mình đã đi lạc. Thì mình đã xác nhận lại là không phải nha mọi người, tại vì mấy người đó toàn là xạo không à, toàn là thấy giống như là bé đẹp đẽ rồi nhận bậy nhận bạ. Và hồi trưa này thì mình nhận được cuộc gọi của một cặp vợ chồng và đã xác nhận bé Xù là do chính hai vợ chồng đã cứu từ ở trong thùng rác về nhà nha mọi người. Lúc đó thì hai vợ chồng kể thì cứu bé hồi lúc trưa hôm qua thì trong cái tình trạng là bé lông lá của bé rất là dơ nha mọi người, giống như là không khác gì một đống đồ dẻ đó. Thì anh chị đã mang về nhà và đã tắm rửa và đã mang ra thú y để cạo cái bộ lông dơ này. Thì người vợ chồng này chia sẻ là lúc đó là người của bé dê không à đó. Thì cũng như qua mấy lần mà giống như là cặp vợ chồng này cũng đã liên hệ với mình và muốn đến mấy ông, và mình đã cho cái địa chỉ nên cặp vợ chồng này đã gửi bé Xù đến cho mình và muốn là mình nhận làm ba làm mẹ của bé để nuôi bé. Tại vì bé này thì mình nghĩ là một là do người chủ dọn nhà đi, còn hai là giống như là do mê tín dị đoan nuôi bé này trong nhà đến chừng xui xẻo thì vứt bé ra thùng rác đó. Mọi người thấy đó, bé cũng là một cái giống chó kiển chứ không phải là chó cỏ bình thường nha mọi người đó. Thì bé có thân hình coi như là mẫm mỉm luôn, không có phải là mấy bé mà bị giống như là bỏ hoang này nọ, cũng được chủ cưng chiều lắm á. Nhưng mà không biết làm sao mà chủ bỏ bé như vậy, thì chắc chắn chủ mà bỏ bé như vậy thì phải có một cái lý do. Một là mê tín dị đoan, nuôi bé trong nhà xui xẻo xong rồi dục đi làm ăn thua lỗ gì đó. Chứ bé này, chứ thực sự mà nói thì bé này hoàn toàn là khỏe mạnh nha, không có bị cái gì hết đó mọi người. Mà đó mà mọi người cứ thấy đó, thời gian gần đây thì có rất nhiều bé bị chủ bỏ rơi, bị chủ bỏ vứt ra thùng rác. Chẳng hạn như nếu mình không nuôi thì thôi. Phóng ghê lắm á. Trời ơi, tôi nói bạn, cái con Lucky mà hồi nãy đó, nó phóng nó bắt chớn từ bên kia bắt chớn qua đây á. Bé Lu đi xe chưa quen mọi người, bé cứ đi cà dê hoài. Lu lại ba nè, lu không phải là thợ mà coi mấy thợ. Họ nghe hát không, leo lên luôn. Chưa quen. Đó mọi người thấy á, thì bé Lu đi xe hai bánh thì bé Lu có thể nằm xuống nghỉ và bé Lu có thể là ngửi được. Giống như có những thính giả thì giống như là thương bé Lu, quan tâm bé Lu nhiều quá
Thì giống như là mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và yêu thương bé Lu trong thời gian qua. Nhưng mà mọi người cũng thông cảm, là vì mọi người phải hiểu, nếu mà bé Lu gắn thêm một cái bánh xe thứ ba nữa là bé Lu nó sẽ coi như là nó mất một cái sự tự do thoải mái của bé. Là thứ nhất là bé không thể nằm nghỉ được, và thứ hai là bé chẳng hạn như là bé muốn đánh hơi cũng không được. Chẳng hạn như con người mình thì phải có cái lỗ mũi để giống như là kê cái này kê cái kia, những cái món ăn để ngửi. Còn chẳng hạn như bé Lu cũng vậy, nó là động vật, nó cũng phải có cái lỗ mũi thì nó phải ngửi cái này ngửi cái kia. Chẳng hạn như bé đi chơi dưới đất, ngửi cái này ngửi cái kia. Còn nếu mà gắn cái bánh xe thứ ba vô thì chắc chắn là bé không có thể khum xuống ngửi được những cái thứ mà đồ ăn của bé, mà giống hay là những cái cây cỏ, những cái vật dụng nào mà bé muốn ngửi, thì chắc chắn bé sẽ mất cái tự do đó. Lật xe nha, coi chừng lật xe nha con. Đó. Đó mọi người thấy, nếu mà cái trong cái trường hợp mà hồi nãy, nếu mà bé Lu không có bánh xe là bé Lu sẽ bị té ngang liền. Thì cái bánh xe này coi như là, thì anh Oscar, anh mà người Colombia đã làm chiếc xe lăn cho bé Lu, thì cũng đã giải thích tất cả cho mọi người cùng nghe. Trước khi ảnh gáp một chiếc xe thì bé đó là phải thực sự thoải mái khi lên chiếc xe đó, và đúng cái kích cỡ của mọi bé. Xe bé nào ra bé đó đàng hoàng nha cả nhà. Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ cập nhật clip mới cho mọi người cùng xem nha. Thì trước tiên thì máy ấm của mình đã hoàn thành, coi như là hoàn tất rồi nha mọi người. Thì lúc nào thì vợ chồng Thuy Lê cũng cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị trên tất cả cộng đồng mạng và mạng xã hội đã tiếp sức, tiếp tinh thần cho Thuy Lê và giúp Thuy Lê được có động lực và hoàn thành cái máy ấm như ngày hôm nay, để dành cho các bé được một cái cuộc sống an vui và hạnh phúc. Thì Thuy Lê cũng xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Thì hôm nay Thuy Lê cũng làm clip cập nhật cho mấy bé, chẳng hạn như là xem mấy bé, cách thức mấy bé ngủ như thế nào đó. Thì trước tiên á, thì mình cũng muốn làm clip này, mình cũng muốn giới thiệu một thành viên mới nữa mọi người. Đó là trước mặt ống kính màn hình, đó là bé Sù. Mình đặt tên cho bé là bé Sù nha mọi người. Thì bé Sù, câu chuyện của bé Sù như vậy, thì mình sẽ kể cho mọi người cùng xem luôn và cho mọi người cùng nghe luôn nha. Thì hồi chiều hôm qua thì có một chú xe ôm gáp công nghệ thì có gọi điện thoại liên hệ với mình, giống như là đứng ngay đầu ngõ nhà mình, đứng ngay đầu ngõ của máy ấm, và liên hệ với mình để ra giống như là trao bé lại cho mình. Thì thực sự mình cũng rất là bất ngờ và bỡ ngỡ khi mà lúc mà gặp bé Sù á mọi người. Mình ra mình gặp bé, bé đẹp trai lắm, coi như là bé giống như là một giống thú cưng, giống như là được chủ cưng chiều. Tại vì thấy là bé cạo lông, tỉa lông, chắc chắn là mình sẽ biết là bé này chắc chắn là phải đi xì ba này nọ nè. Thì mình cũng nghĩ là cái câu chuyện nó đơn thuần vậy thôi. Thì lúc đó thì có bạn Duy với lại bạn Tình Vlog qua nhà mà qua máy ấm của mình chơi. Thì sẵn tiện thì hai bạn đã quay clip và đăng tải lên YouTube. Thì sáng ngày hôm sau thì có rất nhiều người, có hơn 100 người tự gọi, tự giả mạo là chủ nhân của bé Sù và muốn nhận lại bé Sù. Thì chắc chắn một điều là hơn 100 người đó ngày hôm nay đã gọi cho Thuy Lê rất nhiều lần, và nói tên bé Sù là tên bé này, bé nọ, bé kia, nó đi lạc tháng, có người thì nói đi lạc tuần, có người thì nói đi lạc một ngày, thôi nói lung tung hết trơn á. Nói túm lại là những người đó là chỉ là lợi dụng cơ hội thấy bé Sù là cũng là cái giống chó kiển và đẹp, thì thừa cơ hội giống như là tự nhận gì đó. Nếu mà mình sẽ giao lại thì mình sẽ giao đó. Nhưng mà mọi người cứ an tâm việc đó, một khi bé nào mà máy ấm Thuy Lê mà đã cứu về, rước về nuôi, thì chắc chắn một điều, Thuy Lê hứa với tất cả mọi người, hứa với tất cả ông bà cô chú anh chị trên mạng xã hội, chắc chắn một điều, Thuy Lê sẽ làm tròn trách nhiệm khi mà
bé sống sống hết cái kiếp chó của tôi nói nha mọi người, chứ không phải là Thuy Lê mà ở cứu xong rồi cái người này xin cái Thuy Lê cho, người kia xin cái Thuy Lê tặng nha, không có đâu. Cái chuyện mà mua bán trao tặng ở đây là máy ấm Thuy Lê không bao giờ sử dụng những cái đó nha. Thì cũng mong mọi người cũng đừng có làm phiền Thuy Lê mà gọi điện để xin chó con rồi xin chó này chó nọ. Chắc chắn với một điều là Thuy Lê nhắc lại thêm một lần nữa là Thuy Lê không có cho, không có mua bán trao tặng gì ở đây hết. Ở đây cái máy ấm Thuy Lê á, chỉ rước mấy bé về là để cứu và yêu và thương mấy bé thôi, chứ ngoài ra là không có cái việc mà mua bán trao tặng ở đây đó. Thì cái máy ấm của mình á, thì lúc nào mình cũng sẽ để đặt hai cái giường và những cái tấm thảm đó. Thì có những bé thì giống như là sống ngoài đường cũng quen rồi đó mọi người, với lại có mấy bé thì không có thích nằm thảm đó, thì mấy bé nằm ở dưới đất. Nhưng mà đối với lại cái máy ấm của mình á, thì lúc nào cũng là được sạch sẽ và được an toàn, không có những con ve bù chét này nọ, thì mọi người cứ an tâm cái việc đó. Thì mấy bé mà trong đây á, thực sự mà nói á, thì hôm nay cái máy ấm của mình á, đã lên đến cái con số là 70 bé nha mọi người đó. Thì tại vì mình không có thời gian để cập nhật cái clip cho mọi người cùng xem, thì chắc chắn một điều trong tương lai cái máy ấm Thuy Lê của mình sẽ càng ngày càng tăng cái số lượng lên. Thì những bé này thì mình sẽ cho vào nhà, và còn trong cái phần sân này thì mình sẽ cho những bé mà ở cách ly á, khỏe khoắn rồi đó sẽ vô cái sân này, và những cái khu cách ly á, sẽ dành cho những bé mới đó. Mọi người thấy bé Phèn nè, bé Lùng, bé Lợm, bé Lắc, bé Nâu, với lại bé Lạp Xưởng. Bé Lạp Xưởng là của chú Thành nha mọi người đó. Thì giống như là lúc nào mình cũng làm clip và mình cũng muốn nhắc về những câu chuyện của bé, không phải là mình nói nhiều lần đâu. Có những thính giả mới không hiểu về giống như cái lịch sử của mấy bé thì giống như cũng hay thắc mắc, cũng gọi điện cho mình hỏi. Thì chẳng hạn như là bé Xúc Xích, bé Lạp Xưởng màu đen này thì cũng được chú Thành, một người đàn ông cưu mang những mấy bé chó trên xe ba bánh đó, thì đi giữa đường thì chú Thành nhặt được bé Lạp Xưởng màu đen này đó. Thì thì cũng có bạn Duy đăng tải lên YouTube, rồi vô tình chủ cũng đang tìm bé Lạp Xưởng này và thấy chú Thành đang nuôi. Thì nói chung là bé Lạp Xưởng này là bị thất lạc chủ đi lạc, nhưng mà không ngờ thì chủ đã tìm đến chú Thành, đã nhặt được bé Lạp Xưởng. Nhưng mà cuối cùng thì người chủ lại là rũ bỏ trách nhiệm, nói bé Lạp Xưởng này lì quá, thôi tôi cho ông luôn đó. Và cái bé thứ hai là cũng là cái bé cũng là cái bé đầu tiên mình cứu về cái máy ấm của mình là bé Phèn nha mọi người đó. Thì bé Phèn thì cái lịch sử của bé Phèn rất là nổi tiếng, thì chắc chắn thì những thính giả gần xa sẽ biết về cái lịch sử của bé Phèn. Bé Phèn ngủ tội nghiệp lắm mọi người. Mọi người thấy đó, chẳng hạn như người ta có cái hàm trên á, thì giống như là chứa đựng những cái nước giải á, thì bé sẽ dễ ngủ ngon hơn. Còn về bé Phèn á, thì không có cái hàm trên á, đôi khi gió nó thổi vô thì nó làm cho cái giống như cái lưỡi của bé mau khô lắm, thì bé không có ngủ được ngon. Còn cái việc mà ăn cơm á, thì bé Phèn ăn rất là khỏe, nhưng mà đối với mà ăn thịt, ăn những cái xúc xích này nọ thì vợ mình sẽ phải đút bé mới ăn được. Còn bé tiếp theo là bé nâu mà mới sanh 4 bé đó mọi người. Trời ơi, bé Nâu á, đựng cái là bé Nâu bây giờ sanh mổ 4 bé, bé Nâu không có sữa. Và cái điều quan trọng á, là bé Nâu á, coi như là bà đẻ, coi như là bà không có biết, bà vô tư lắm. Bà đẻ coi như bà vui, bà chơi, bà không có biết con bà là ai nuôi luôn. Nó chứ là bây giờ là 4 bé con bé Nâu á, là vợ mình đang nuôi bằng sữa bình. Và kế tiếp là bé Lắc đó. Thì bé Lắc cũng không còn quá xa lạ với những thính giả cũ, nhưng mà có những cái thính giả mới á, thì sẽ không biết về cái lịch sử của bé Lắc. Bé Lắc là một bé chó con, thì mình được một người đàn ông ở dưới Gạch Sỏi, Kiên Giang
đã liên hệ với mình. Thì người đàn ông ở dưới gạch sỏi Kiên Giang này cũng đã gọi điện cho mình, nói là có nhặt bé chó con ở trong thùng rác ở xóm. Thì theo như anh này chia sẻ thì anh không muốn giống như là nói sự thật về trên mạng xã hội. Nếu mà nói sự thật thì chắc chắn là cái người chủ của con bé lắc này sẽ coi như là kiếm chuyện với anh. Thì con bé lắc này theo như cái người bên cạnh, kế bên cạnh chủ của bé lắc kể là bé lắc quậy phá điện thoại á, lúc đó bé lắc mới có 2 tháng thôi thì đã bị chủ để lên tấm thớt chặt 2 cái chân sau của bé rồi. Thì hôm nay thì bé lắc cũng mình cứu cũng vài tháng rồi, hôm nay bé cũng lớn phỏng phao rồi. Còn bé ở trong là bé lợm là cũng là giống chó xúc xích luôn, nhưng mà cũng là bé mình cứu bé ở chiều 30 Tết luôn, là do chủ không có thời gian bán dưa hấu với bán hoa ngày Tết đó, thì gửi thùng, đóng thùng lên rồi giống như là có nhiều người giống như là đã biết đến cái máy ấm của mình và cái địa chỉ của mình cụ thể, gửi cái thùng lên gần cái chỗ mấy ông xe ôm đó, thì mấy ông xe ôm nó gần nhà mình á thì chạy thẳng vô nhà mình luôn đó. Thì hôm nay mình cũng nuôi bé lợm từ là 30 Tết. Còn trước mặt mình là bé lùng là cũng ở với là con của chú Thành luôn, thì cũng được một mạnh thường quân tên là chị Dung Lê đã làm mẹ đỡ đầu cho bé, và chị Dung Lê đó cũng đã giống như gửi cho chú Thành một số tiền đó mà để rước bé lùng về máy ấm của mình, để mình có trách nhiệm nuôi bé lùng. Bé lùng tội nghiệp lắm mọi người, bé lùng ở trên xe chú Thành bị mấy con này con kia nó cắn lộn sao mà bị đuôi con mắt của bé luôn. Bây giờ hiện tại là đôi mắt của bé lùng bị đuôi một con. Thì bên đây là bé vàng. Chắc mọi người sẽ thắc mắc lý do tại sao là bé vàng, tại sao lại nhốt trong chuồng. Thì mình nhốt bé vàng trong chuồng thì mới cách đây là có vài tiếng thôi. Tại vì bé vàng là sắp sanh rồi nha mọi người. Bé vàng hôm nay là cái bụng của bé vàng to lắm. Nhưng mà nếu mà để cho bé vàng ở một mình ở giống như là thả lan ở ngoài mà ngoài sân vậy đó, thì sợ là bé lùng đẻ giữa chừng nửa đêm, nhiều khi vợ chồng mình không biết á, thì tụi này nó sẽ cắn lộn tùm lum tà la luôn. Lúc đó thì mình trở tay không có kịp thì nó sẽ ảnh hưởng đến con của bé vàng và bé vàng. Và cái bé tiếp theo là bé vện. Thì mọi người cũng biết cái lịch sử của bé vện này ha mọi người ha. Bé vện có một cái cuộc sống rất là đau thương, khi phải mà vừa sanh con ra xong thì con của mình bị chủ mình mang ra hấp, cũng do là cái ông thầy bói xúi dục làm những cái chuyện mà sàm bậy luộc hấp ăn để được dòng họ giàu có, và cũng muốn định làm thịt bé vện luôn để ăn luôn. Nhưng mà chẳng cũng là bé vện cũng hạnh phúc khi được người phụ nữ mua lại với giá là 700.000 và gửi lên cho mình, thì mình đã trả lại cho chị ấy là 700.000 đó. Thì tiếp theo là bé xúc xích. Đây bé xúc xích thì hôm nay đôi chân của bé khỏe lắm mọi người đó. Bé xúc xích thì cũng có một cái hoàn cảnh đáng thương, thì cũng do là bị tai nạn gãy xương đùi rồi xong bị chủ mang về đánh đập nữa, rồi định có ý định bán cho những người bạn làm hồ chung với giá 1.000.000 để làm thịt nhậu thứ bảy chủ nhật. Thì cũng được một người phụ nữ ở hàng xóm bắt bé xúc xích giấu và mang qua cho máy ấm cho mình. Thì mình đã chữa trị cho bé, thì hôm nay cái đôi chân của bé đã giống như là hồi phục nha mọi người. Đó. Thì bé này là nói chung là bé tên mình đặt tên là bé Xù. Thì bé Xù này á, thật sự mà nói thì nó không có phải mà đẹp đẽ như là mọi người đang nhìn đâu. Tại vì hồi sáng này thì mình có nhận được cuộc gọi của hai vợ chồng từ ở trên Hóc Môn, thì có điện thoại xuống cho mình, thì nói là hôm qua có nhờ anh xe gáp công nghệ chở xuống cho em một bé chó Nhật. Thì bé chó này chắc chắn là mọi người nhìn vô mọi người sẽ biết bé này là giống thú cưng, giống thú kiển. Nhưng mà theo như hai vợ chồng thì chia sẻ thì bé này, bé xù này, hai vợ chồng nhặt ở trong thùng rác
lúc đó trong cái tình trạng là coi như là dơ bẩn, nhìn là coi như là giống như một cái đống lưu giả ở đó. Thì hai vợ chồng anh ấy là không có, giống như là nhà chật quá không có thể nuôi được, đã cứu bé mang về tắm rửa sạch sẽ và bỏ số tiền cho bé đi vô thú y, vô spa luôn, cạo hết cái bộ lông dơ giấy của bé luôn đó, và kêu xe ôm mang đến cho mình. Thì mình cũng nói luôn, thì trong ngày hôm nay có rất nhiều người gọi điện thoại cho mình giả mạo nói là chủ nhân của bé Xù, hơn 100 cuộc gọi nha mọi người, nói là bé Xù tên này tên kia, rồi nói đi lạc nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thôi nói tùm lum tà la, nói chung là nói xạo láo để muốn đem cái con Xù này về. Nhưng mà chắc chắn một điều, bé nào mà máy ấm mình cứu về chắc chắn là mình sẽ nuôi bé và cho bé giống như là sống một cái cuộc sống an vui hạnh phúc và hết cái kiếp chó của mình đó. Đó là còn cái bé này là bé vợn nha mọi người, bé vợn bé bé Lu nha mọi người, bé Lu dễ thương lắm, bé Lu là coi như là nằm ngủ thẳng cẳng vậy đó. Nói chung sáng á, thì đi xe lăn, thì hôm nay lúc này bé Lu có xe lăn rồi mọi người. Một ngày thì bác sĩ dặn đi một lần tối đa là từ 30 phút, rồi từ từ mình sẽ tăng dần lên. Đây còn sát bên là bé Đen. Đây bé Đen thì chắc chắn thời gian gần đây bé Đen cũng là nổi tiếng lắm mọi người. Bé Đen là có một cái clip và được triệu view trên TikTok đó mọi người, được bạn Duy Còi đăng tải lên TikTok được 1 triệu view luôn.